on the bricks. Mến chào quý anh chị và cô chú nha. Thì Tiến cũng đang quay quá trình giống như là tập luyện của các cây ngô trên dòng sông tại dòng Ghiền cả nhà ha. Dạ rồi, Tiến cũng mến chào cả nhà ha. Thì Tiến đang có mặt tại chiếc cây ngô của nhà sĩ cũ cả nhà. Thì cũng vừa mới tới thì các anh em mình ở đây cũng khá là đông luôn ha. Rồi Tiến lại Tiến quay Tiến chia sẻ cái trải nghiệm cho cả nhà mình xem nha. Tập giờ nha ha. Đây là nha sĩ cũ ha. Một chiếc ghe cũng một huyền thoại đã quay trở lại để mình tập giờ ha. Xuất phát rồi ở phía trước màn hình chúng ta quay lại ha. Tiến cũng đang cố gắng để quay cái đường dầm và cái cách mà anh em của nha sĩ cũ bờ cho cả nhà mình xem nha. Rồi xuất phát rồi cả nhà. Bắt đầu cũng đang xuất phát về hướng màn hình chúng ta ha. Được biết đây là chiếc cây ngô đóng mới năm 2023 đó chị. Chị Mai, thật đúng đấy ngoại tiết. Hỏi. Căng nghe khóc. Còn tập tao múc, họ đòi tụi mình đi múc. Tiến theo được thấy cũng khá là dữ nha cả nhà ha. Các bạn thấy sao? Các bạn thấy cái bộ cổ gì nha. Cái nào thì để lại bình luận nha. Chạy. Thì cái này thì sống cũng không có đưa ra cái lời bình luận hay nhận xét gì hết. Thì tới là vậy. Tới giờ ngày mai thì mới biết được cái kết quả cụ thể ha. Giờ thì tụi con theo thì cứ đợi là bình luận tất cả cái video của đây là bên fan và bên các anh em của nha sĩ cũ các nhà ha, cũng đang rất là đông. Đây cũng là chỗ cái khán đài chính nha các nhà ha, ngày mai cũng có buổi diễn lễ khai mạc cũng diễn ra tại chỗ này nha. Đây rồi thì nha sĩ cũ bắt đầu chuẩn bị quay chạy ngược lại nha cả nhà ha. Chuẩn bị quay lại sẽ quay lại cái con nước thường nha cả nhà ha. Hồi nãy thì thả con nước xu ha. Quay
anh thích đó, đúng là thích. Nhà sư cũ quay trở lại. Còn những cái này nó tàu lắm, nó tàu lắm. Đây rồi thì cũng đang chuẩn bị xuất phát ra bơi ngược về cái này ha. Đi ngược nước. Quay đầu lại để bơi xuôi theo con nước cái này ha. Đây ông làm buổi xong đó, buổi có thể xong. Nếu mà chịu bơi buổi dương xong. Đây cũng là lần bơi tốc độ lần 2 ha cái nha. Đó, giờ anh thảo đó. Ông ấy cái vỏ cháy, tấm vỏ cháy, vỏ xuống đó vậy. Cái bay kia xuyên hai xóm này, đi cháu. Thảo đó, em nghe nè. Báo cáo.
bên ấy. Anh em cùng quay trở lại để nghỉ ngơi cả nhà. Quýnh chị của chú thì anh em cũng khá là đông luôn ha. Thì cũng bơi được hai hiệp cả nhà ha. Thì chú chắc cũng là kêu dàn động viên mới để xuống để thử cho cả nhà ha. Dàn động viên mới xuống cả nhà ha. Thì dàn động viên cũ cũng đã giật xong hai lượt rồi. Sẽ đưa mấy anh dàn động viên mới xuống nha. Bên đội nhà sĩ cũ thì cũng khá là đông luôn cả nhà ha. Dầm của nhà sĩ cũ thì cũng ra không mấy gì được bự ha cả nhà ha, cũng thon thon ha. Đợi cái anh em dàn viên mới xuống để cho đủ rồi xong rồi sau đó sẽ xuất phát tập vòng thứ ba ha. Thì hai vòng đầu thì cho những dàn viên cũ bơi xong đó cả nhà.
sau thì sẽ tiếp tiếp theo là vòng thứ ba cho vận động viên mới bơi ha. Cao lên. Ê, chọn cho mãi nhảy đó. Tôi sẽ quay đầu lại hay nha ha. Làm lễ là mưa gầm gầm luôn á.